Hi, xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục bài toán. Các bạn thì hôm nay mình nói về rút gọn căn bậc 2 ở chương trình lớp 9 các bạn. Thì đề bài như thế này: 2 căn 3 trừ căn 75 cộng 2 căn 12 trừ căn 143. Thì để giải quyết được những cái bài toán liên quan về căn này thì các bạn nhớ giúp mình những cái công thức cơ bản nha. Đó là căn của tích thì bằng tích của từng căn, được chưa? Với điều kiện nhớ giúp mình, căn A có nghĩa khi A lớn bằng 0, căn B có nghĩa khi B lớn bằng 0, được chưa? Đó là một cái kiến thức nền để các bạn rút gọn căn bậc 2. Kiến thức thứ hai là các bạn phải biết quan sát, đó là gì? 75 này thì bạn phải quan sát coi nó sẽ bằng mấy nhân mấy, được chưa? Thì cái này bắt đầu mình làm. 2 căn 3 thì mình biết rằng 3 không có thể biến đổi thành số nào nhân số nào rồi. Thì mình thấy nha, thì mình quan sát giùm, ở đây có 3 thì mình phải dự đoán 75 này chắc chắn sẽ là 3 nhân mấy, thì lấy 75 chia 3 gì, được chưa? Vậy sẽ bằng 25. Vậy căn 75 sẽ bằng là 25 nhân 3, ok chưa? Cộng và tiếp tục như thế này, 12 thì các bạn cảm giác là nó có sẽ chung số 3, thì lấy 12 chia 3 gì, thì là 4 nhân 3, và tiếp tục như thế này, ngày 147 chia 3 đã ra được 49 nhân 3. Sau đó các bạn áp dụng căn của tích bằng tích của từng căn. Cái này không có viết lại, ok chưa? Rồi, này sẽ ra căn 25 nhân căn 3 cộng 2 căn 4 nhân căn 3 trừ căn 49 nhân căn 3. Thì các bạn nhớ giúp mình, để mất căn thì ở trong phải có dạng bình phương, được chưa? Để mất căn thì phải ở trong có dạng bình phương. Thì các bạn nhớ tiếp một cái công thức là căn A bình thì bằng trị cái tối của A. Nhớ giúp mình cái này nha các bạn. Các bạn cố gắng khi làm bài tập, các bạn bị quên một cái là các bạn làm số nhiều quá. Số là gì? Những cái căn, ví dụ căn 25 các bạn ra 5 luôn, căn 4 bạn ra 2 luôn, căn 49 bạn ra 7 luôn. Đến khi nào lên lớp 10, lớp 11 thì các bạn lại không có nhớ căn A bình bằng trị gói A. Để chi? Khi các bạn phải biết đó là số âm hay số dương. Tại vì lên càng lên lớp cao, nó không còn là những cái bài toán liên quan về những con số nữa, mà nó liên quan về những cái biến. Các bạn phải xác định đó là âm hay dương thì các bạn mới bỏ được trị đối nha các bạn. Thì mình khuyên nên giải chậm, được chưa? Thì bằng 2 nhân căn 3 dịch lại nè, trừ khi 25 mình biết là 5 mũ 2 nhân căn 3 thì lại cộng 2 4 chính là 2 mũ 2 nhân căn 3 trừ căn 7 49 là bằng 7 mũ 2 nhân căn 3, ok chưa? Rồi bạn cố gắng làm thêm một bước nữa thì căn A bình thì bằng trị gói của A cộng 2 nhân trị gói của 2 nhân căn 3 trừ trị gói của 7 nhân căn 3, được chưa? Bằng đây viết lại. Rồi thì số 5 là số dương, trị gói của nó ra chính nó mình làm từng bước chậm thôi. Cộng 2 là số dương, trị gói của nó ra chính nó, về 2 nhân 2 bằng 4 nhân căn 3 trừ 7 là số dương, trị gói nó ra chính nó nhân căn 3. Rồi, ở đây có căn 3. Vậy chung căn 3, bước đầu tiên các bạn viết lại căn 3 trước đi. Rồi, lấy số trước cộng lại. 2 - 5 rồi cộng 4 rồi -7 bằng -6 nhân căn 3. Ok chưa? Đó là cách rút gọn căn bậc 2. Rồi, bạn nào có nhu cầu về những cái bài tập liên quan về dạng rút gọn căn bậc 2 thì bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ gửi đường link hay là gửi hình ảnh cho tất cả các bạn cùng giải những bài tập của mình nha. Rồi, trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những ngọn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.